Rồi, xin chào tất cả một thủ nha, bác Trung Nam đã quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 28 tháng 9. Thì video liên tục của bạn đây là có 29 mẫu cần nha và hai cái kìm mà hai kìm đa năng đây. Đây kìm đa năng của dòng Mirada 3 nha, rất đẹp. Thì giới thiệu sơ lược trước những dòng như là ISO khoang lớn, cần lục nha. Cần lục thì có từ 3m9 đến 4m25. Có cứng từ 25 nha tới 30 CS. Cần dây trong có cần rút hai khúc, một số cần tay thì có như là cần tay rút này, lóng ngắn, rắp khúc. Từ độ dài cần là từ 36 nha, tới tầm khoảng 9m, có chế độ zoom, săn hàng, Gamakatsu có. Một số cần lô thì có máy ngang, máy đứng, những dòng như là hai khúc, một khúc, một số hai chi, hai ba khúc cùng ngâm lăn xe, độ cứng cao từ 30 đến 120. Theo sẽ báo rồi tình trạng tất cả sản phẩm ở đây, anh em lưu ý nha, mình xem kỹ. Rồi chốt đơn liên hệ trực tiếp Duy 0923 534 779. Anh em nào muốn mua những sản phẩm khác bên này á, như là lưỡi câu, cước nha, hay là máy câu, kí inbox ra liên Zalo riêng em. Thì em sẽ hỗ trợ chụp hình và gửi mình mẫu riêng nha. Thì em sẽ báo rõ tình trạng của cần ở đây. Chốt đơn liên hệ Duy 0923 54779, cả Zalo và số điện thoại. Thì em sẽ báo rõ những ở đây. Ship code đều là 30 ngàn một đơn. Đây thì sẽ có cho mình hai lượt kìm như này. Kìm này là kìm mới chứ chị hôm qua nha. Đây. Kìm này là của dòng Megabara. Đây hai cái này thì giống nhau, hay giống màu thôi, khác màu thôi. Đây của dòng Megabara, dòng này thép không rỉ nha em. Đây. Cái kìm này thì chiều dài của kìm á là 17 cm nha. Đây, chiều dài sẽ rất là nhỏ nhẹ, con này kìm đa năng là tầm khoảng 16 hơn á. Kìm này thì nó sẽ có như mình nè. Cái chỗ này để cắt leader nha nè, đây cắt cước này, đây cắt cước nha. Trên này thì để mình kẹp cá này, trông rất là tiện nha, cước này chỉ có 100 ngàn một cái thôi. Đây, cắt cá cho mình. Kìm này rất là nhỏ gọn cho mình vừa cắt trong là đa năng. Nó sẽ có cho mình là hai cái dao này. Đây, hai cái dao nha. Một bên là dao răng cưa, còn một bên còn lại nha nè. Đây một bên dao răng cưa này, bên còn lại là dao sắt nha. Thì đây mình trong lành chúng ta đi câu cá, mình cạo bẫy cá hay là cắt mồi này kia đầy đủ cái này. Kìm thì bán rẻ cho mình là 100 ngàn một cái nha. Đây, kìm thì số lượng không còn nhiều như này. Hàng công ty xã thì không còn nhiều, tầm khoảng còn mấy chục cái cho mình thôi. Đây, 100 ngàn một cái như này. Cái này thì em không bao ship nha. Anh em lấy kèm theo cần thì em sẽ hỗ trợ ship. Còn kìm thì anh em lấy thì em không mượn ship nha. Tại mấy cái này thì bán cho vui thôi. Hỗ trợ cho mình phụ kiện. Rồi, đối với cần thì em sẽ lên một số cần ISO trước. Mã số 1 thì đây sẽ có một con cần ISO khoang lớn. Con này thì của dòng C này, đây Shimano. Độ dài của cần này là 5m3, độ cứng 3. Con này hàng China xuất Nhật nha. Đây có mã code này và tem vàng đầy đủ cho mình đây. Thì ISO khoang lớn, con này thì ngọn của cần á thì đo cho mình là 1.5 ly, độ cứng 3 thì nó cũng dạng vừa, không cứng mà không mềm lắm. Thì ngọn sẽ có 1 2 và 3 khoang chạy nha. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân toàn thân này. Nói chung các lớp sơn ở trong thì còn sáng và đẹp đây. Đây của dòng Shimano. Cái này thì mình đánh đầu cần hay mình cung ngâm cô đơn là được nha. Cứng 3 thì vừa, nó sẽ không cứng mà không mềm lắm. Đây tổng thể thế này. Cho tình trạng của nó thì lóng liếc zin hết nha. Khoang Fuji xứ xám. Thì khoang lớn thì đa số là bắt vặn như mình rồi. Trọng lượng con này là 300g, mã số 1, giá 700 ngàn. Mã số 2. Số 2 thì sẽ có một con cần ISO. Con này ISO khoang lớn cho mình luôn. Con cần này của hãng Olympic như này. Olympic dòng nội địa Nhật nha. Cái thông số con này như sau. Độ dài của cần là 5m3, độ cứng 4 này, cứng 4 nhỉnh hơn con hồi kia nha. Thì dàn khoen Fuji đây, nó sẽ đến 6m. Con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.5 ly. Ngọn sẽ có 1 này, 2 này, 3 khoen chạy nha. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân. Cần này của hãng Olympic, nội địa Nhật, 5m3. Con này thì cứng 4, nó sẽ nhỉnh hơn con kia một xíu. Trong hạ tay thì ra cho mình tầm khoảng từ 5 đến 6h. Đây, lóng nha, lóng semi chống nổ này. Thế này. Nói chung hàng bãi đi không tránh thay xước cho mình rồi, nhưng mà quẹt sơ sơ cho mình thôi, cũng không ảnh hưởng lắm. 5m3, độ cứng 4, bắt vặn Fuji FPS. Trọng lượng con này là 440g, mã số 2, giá 750.000 nha, 750. Mã số 3, số 3 thì sẽ có một con cần lục của dòng Ryobi nha em. Đây của hãng Ryobi. Độ dài con này là 39, của dòng Superlight, cứng tầm khoảng 1DS nha. Thì con này dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji nha. Đây khoen Fuji, loại xin đá xám, đầu bu Fuji chứ trắng. Ngọn cần từ đó cho mình tầm khoảng 2.3 ly. Đây phôi carbon xoắn vân, ngọn sẽ có 1 này. Đây và 2 khoen chạy nha, phôi carbon. Chứ con này thì nước sơn nó vẫn còn ok đây. Tình trạng nó ra cho mình tầm khoảng 90% nha. Đây, đóng xe bị chống độ này. Con này ngon đánh đầu cần, gần bờ của dòng Ryobi. Khoen pad Fuji hết. 3m9, độ cứng tầm khoảng DS. Con này thì pad mình đã bắt vặn bắt gập nha. Fuji F7, tay cầm thì được cuốn chỉ này, đầy đủ cho mình nha. Gốc bằng cán gỗ. Trọng lượng con này thì cân được là 470g, mã số 3, giá 600 nha này. Đây 600 ngàn nha. Mã số 4, số 4 thì sẽ có một con cần lục, con này của Alpha nha.
đây của hàng Alpha Tackle, sòng súp, độ dài 4m5, độ cứng 25, đây Alpha Tackle. Thì dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji hết này, đây khoen Fuji loại CD 6m, cứng 25 thì tầm khoảng EX, đánh đầu cần gần bờ, chỉ đánh bạc bãi bạc biển được nha. Ngọn cần là ngọn 2.2 ly, ngọn sẽ có một này và hai khoen chạy, còn là nước sơn màu trắng nha, nước sơn màu trắng. Phôi con này là phôi carbon này, bờ xoắn vân toàn thân, đây tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn ok nha, cần chạy thì không xây xước gì lắm, đóng semi chống độ đầy đủ đây. Đây 4m2 cứng 25, đánh lục độ cần gần bờ, câu ngâm câu đơn đều được, đánh bạc bãi bạc biển nha này. Thì pad là pad gập này Fuji F7, còn này pad cao nha, trọng lượng cần là 4-500g, mã số 4, giá 800.000 nha. Đây 800, mã số 5. Số 5 thì có một con cần lục, con này của Shimano, con này của dòng mà Shimano dòng Arocat như này. SP, độ dài con này là 425, độ con là CST, rơi cho mình tầm khoảng 30. Con này hàng nội địa Nhật nha, có mã code và tem vàng đầy đủ ở đây. Đây tổng thể thế này. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji loại CD xám. Con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Đây những dòng mình thì có định vị nha này. Đây có định vị đầy đủ này. Có định vị khoen hết nha. Đây con dòng AutoCap. Tình trạng của cần thì nó bị xước sơn sơ ở ngoài thôi. Nói chung thì không ảnh hưởng gì lắm cho mình này. Đây. Những con này thì anh em đánh lục á, rơi cho mình tầm khoảng từ 30 đến 35m độ lại là vừa nha này. Đây có định vị nha, của dòng Aero Dynamic Design này. Đây định vị nha, định vị khoen, định vị lóng cho mình. Đây tổng thể thế này, 425 CST, khoen pad Fuji nội địa Nhật, pad con này pad gập nha, Fuji Stylus này. Đây LS7, trọng lượng của cần thì cần được là 400g, mã số 5, giá 1.800.000 này. Đây 1.800.000 ạ. Cái này thì trong là cái đấy thì bạn bình thường như này, nó có cái miếng cao su của đây thì bị mất rồi nha, em lưu ý. Mã số 6, số 6 thì sẽ có một con cần lục, con này của C luôn. Đây con này hàng tuyển như này. Thì con này thì phụ kiện của cần thì nó sẽ có một cái bao vải này của dòng Shimano bằng nhung và một cái nắp chỉnh xin theo cần thế này. Con này cần lục của Shimano, độ dài con này là 405, độ cứng là CST của dòng Sudleader như này. Sudleader nội địa Nhật này, phôi hai da toàn thân. Đây. Con này tất cả cái dàn khoen của mình á đều là dàn khoen full xích như này, đây dàn khoen full xích toàn thân. Ngọn của cần thì là phôi carbon xoắn hai da này từ gốc tới ngọn luôn. Ngọn có đây là ngọn 2.6 ly, ngọn sẽ có định vị nha này, để có định vị khoen này. Đây ngọn có hai khoen chạy nha, có định vị đầy đủ hết. Phôi hai da toàn thân từ gốc tới ngọn như mình này. Đây cần rất đẹp nha. Đây tổng thể thế này. Các lóng lý còn ok hết. Phai carbon như này, đây có đóng CB chống nổ này. Con này thì mình đánh lục và cho mình tầm khoảng từ 35m độ lại là vừa như này. Đây khoen pad full sit có định vị phôi hai da. Pad có bên là pad gập nha, Fuji F7. Trọng lượng con này là 410g, mã số 6, giá con này là 3.600.000 như này. Đây 3.600.000. Đây, biết con này là vặn nha. Tiếp theo mã số 7, số 7 thì sẽ có một con người cần dây trong 3 khúc. Đây, con cần dây trong 3 khúc carbon. Độ dài là 3m6, độ cứng 50. Phôi hai da này. Đây, phôi con này phôi hai da nha. 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng không mềm lắm. Ngọn cơ tự đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Đây, có đóng CB chống nổ đầy đủ nha. Khoen của mình là khoen sứ xám. Đây, thường 3 khúc. Cho mình câu ngâm câu đơn. Và anh em về thích mình liên khoen mới được nha. Liên khoen câu ngâm câu đơn này. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji. Gốc con này thì sẽ có một dây bộ hiện nó bị rớt ra như này. Đây, tổng thể ra này. Trọng lượng con này thì cần được là 340g, mã số 7, giá 500.000. Mã số 8. Mã số 8 thì một con cần 2 khúc chỉ trong. Con cần này của hàng Alpha như này. Đây của hàng Alpha Tackle. Độ dài của cần là 2m7. Con này cứng như này. Đây 2m7 hàng Korea này. Con này độ cứng cũng cần rơi cho mình tầm khoảng vào 80. Ngọn con này là ngọn 2.8 ly. Đây, 2.8 ly tổng thể thế này. Con này khoen đề bao của mình là khoen xích nha. Đây, khoen xích cho mình. Sứ xích cho mình ạ. Đây, tổng thể này nước sơn màu trắng xanh. Thì con này cứng 80. Mình về mình là luồn như trong. Mình đánh cá tra, cá chim. Đều được nha. Phát vặn Fuji chữ vàng. Đây, tổng thể thế này. Khoen chạy đều là khoen xích hết. Trọng lượng của cần này thì cần được là 230g. Mã số 8. Giá 500.000. Mã số 9, số 9 thì là một con cần dây trong, con này cần dây trong cần rút như này. Cần này cũng hạng đầy qua. Độ dài của con này là 2m1, độ cứng là 25 nha. Cứng 25 thì cũng dạng vừa thôi. Hàng đồ địa Nhật này, made in Japan, có mã code và tem đầy đủ hết. Con này thì cần 2m1 thì nó chỉ kèm cho mình hai lóng thôi. Ngọn con này là ngọn 2.6 ly. Đây cái đầu bu xích cho mình nha. Đây tổng thể này. Thì có hai lóng thôi, con này độ cứng cao. Tính theo mà cần câu đơn á, câu đài á, con này cứng chắc tầm khoảng vào 7-8h như này. Đây rất là cứng. Cho mình công ngâm nuôi được này. Đây, hai khúc nha. Khoen của mình là khoen xích made in Japan. 2m1 độ cứng là 25. Con này trọng lượng thì cân được cho mình là 140g, mã số 9,
giá 400 như này, đây 400.000 ạ. Tiếp theo mã số 10, số 10 thì sẽ có một con cần tay, đây con cần tay carbon như này, con này độ dài cần là 36, con rất cứng cứng nha, con này rất là cứng cáp này, con này cần tay 36, ngọn con này thì đo chiều cho mình là 1 ly, độ cứng con này tầm khoảng 5H như này, đây 36 5H cho mình nha, ngọn 1 ly, con này thì ngọn của mình là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn long phộng như mình này, đây tổng thể thế này. Phôi con này là phôi nước sơn màu đen, đây carbon xoắn vân như mình nha. 36 nó sẽ kèm cho mình là 4 lóng, đây kèm mình 4 lóng nha, con này về đánh chép đều được đây, 36 cứng nha, đây lóng rất là lớn. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ này, gốc thì sẽ có một dây buộc bảo hiểm sẵn cho mình luôn, đây nắp chụp thì xoáy vặn cho mình. Trọng lượng của cần là 210g, mã số 10, giá 500.000 nha, 36 cứng 5H này, đây 5H cho mình chép này. Rồi tiếp theo mã số 11, 11 thì sẽ có một con cần trúc như này, đây con cần trúc rắp khúc nha, con này cho đây mình sưu tầm này, đây rosic mày dần đều được này. Thì phụ kiện con này thì nó sẽ có cái đắp trúc thông cần luôn, con này cần tay đắp khúc, độ dài con này là 5m3 như này, mình lý nha, 5m3, thì em sẽ lấy tất cả cái lóng này cho mình xem. Trong trúc thì mình thích, mình muốn câu bao nhiêu á thì anh em rút ngang đó thôi nha, cho nó dễ hơn. Đây, cái ngọn con này rồi, cái ngọn đó này, con này thì nó nhiều như này, 5m3, nó sẽ kèm cho mình là 2, 4, 6, 8 lóng nha, 8 lóng nha, để trúc thật 100%, trúc nghệ nhân nha. Tay cầm thì được cuốn chỉ này, trông chắc tay hơn. Con này thì ngọn của cần á thì ngọn nhỏ như này, ngọn tầm khoảng vào 1 ly thôi, con này độ cứng ở đây cho mình tầm khoảng vào 2.5H nha, đây nó được cuốn chỉ chống nổi đây, zin theo cần nha, đây 5m3, con này sẽ cho mình mua sưu tầm hoặc mình về mình rosic, anh em muốn câu bao nhiêu á thì mình ráp bấy nhiêu thôi, rất là đơn giản nha. Trọng lượng con này thì cân toàn bộ cho mình là 320g, ngọn 1 ly, mã số 12, giá mã số 11 nha, giá 500.000. Chúc nha, chúc nghệ nhân, một sưu tầm. Mã số 12, 12 thì ở đây sẽ có một con cần tay lóng ngắn, con này của hãng Suzumi này. Con này có độ dài cần là 46m2 nha em, 6m2 đi kèm là 15 lóng nha. Hàng của mình là nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. Con này cứng nha, con này cần ra thẳng tắp luôn. Ngọn 0.7 ly, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vào 4H á. Đây ngọn 0.7 ly, con này là ngọn đặc nha. Đây phôi của mình là phôi carbon xoắn vân toàn thân. Nói trong tổng thể thì con này sẽ còn rất là đẹp này. Đây các lóng của nó thì còn ok ở đây. Đây cần thì còn đẹp và sáng hết nha. Đây. Phôi rất là sáng. Cần rất là đẹp ạ. Con này thì mình về mình đánh chép. À xong hồ dịch vụ được nha. Mấy con này thì rất là nhỏ gọn luôn. Cho mình bỏ ba lô, cốp xe. Mình đi du lịch đều được này. Đây. Mấy này mình trốn vợ nha. Đây, những con này thì trốn vợ đi cầu hết sạch luôn. 6m2, cần tầm khoảng vào 4H, cần đắt thẳng cho mình nha. Trọng lượng con này chỉ có là 200g. Thu gọn là chưa được 50cm nha này, 49 hơn xíu thôi. Mã số 12, giá 800.000. Đây 800 nha. Mã số 13 thì đây sẽ có một con cần tay săn hàng. Con này thì của Gamma nha này. Đây cần tay săn hàng của dòng Gamma. Cái chỗ con này thì nó quấn chỉ ở đây nha, cầm chắc tay. Đây quấn chỉ hết luôn. Trong cái này thì bên Nhật người ta quấn sẵn nha này, thì về để cho mình luôn. Đây, quấn chỉ ở đây và đây cho mình. Con là cần tay của dòng Gamma Casio, của dòng Carbon Gold này. Đây, đây mình kỹ nha. Đây Gamma Casio nha. Gamma Casio. Độ dài con này là 9m, con này thì phôi dày cho nên mình săn hàng được. Tất cả các lóng con này nha đều có cuốn chỉ chống nổi ở đây và liên keo cho mình rồi. Ngọn của cần là ngọn 1.5 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 6 đến 7H nha. Con này thích hợp cho nên mình về mình đánh săn hàng là chấm đen chấm cỏ được. Phôi con này là phôi carbon. Đây carbon xoắn vân toàn thân cho mình. Đây tổng thể này. Cái con này thì nó phủ là bóng 2K ở ngoài á thì lâu ngày nó bị mờ như này, nó bị cũ đi. Chóc nó bóng 2K thì nó hơi là nước sơn nó không được sáng nữa. Cái này thì mình về mình anh em được á, mình mua cái bịch sơn A10 á, tầm 30.000 vậy á thì mình xịt nó sẽ bóng nha. Đây nó phủ là bóng 2K ngoài thôi. Thì tất cả các lóng cần này đều cuốn chỉ chống nổ đây. Đây cuốn chỉ chống kim tuyến này và liên kéo cho mình rồi nha. Đây. Cái tay cầm của nó thì cũng được cuốn nha, cuốn chỉ trên xuống dưới luôn. Nắp chụp thì xoáy vặn cho mình. Gamma Casio 9m nội địa Nhật, trọng lượng là 500g, mã số 13, giá 1.200.000 nha. Đây 1.200 cho mình ạ. Mã số 14, 14 thì sẽ có một con cần tay. Con này thì của hãng Ryobi như này. Đây Ryobi con này hàng khủng như mình này. Ryobi con này có dòng là dòng Titan như này, Titan dòng Aizu này. Độ dài con này là 7m8, có chế độ zoom là 9m nha. 7m8 zoom 9m rất là tiện cho mình luôn. Hàng các bên là nội địa Nhật nha. Con này không xuất thị trường cho mình. Thì con này ngọn của cần á, đo cho mình là ngọn 1.5 ly, cái đầu bu 360 độ chống xoắn này.
có độ cứng gần thì nó rơi cho mình tầm khoảng 16h nha, cần ra thẳng cho mình câu sặc răng đến chép à, xong rồi dịch vụ được này. Đây tổng thể thế này, trong lóng lít của nó thì còn đẹp và sáng này. Đây Ruby nha, 7m8 xung 9m. Con này thì mình về mình săn hàng chấm đen chấm cỏ được nha, hoặc ở đây miền Nam thì mình câu cái sặc răng rồi. Đây thì rất đẹp, thì 7m8 thì anh em câu ngang đây, còn muốn câu 9m nha, mình zoom lóng xuống mình ra luôn. Đây zoom lóng rồi mình ra, đây còn rất là sáng nha, 9m cho mình hết là 9m. Trong con này thì cũng nhẹ thôi, nó sẽ không cứng lắm. Trọng lượng của cần là 350g, mã số 14 nha anh em. Giá con này là giá 2 triệu nha. Đây giá 2 triệu cho mình ạ. Mã số 15. 15 thì ở đây sẽ có một con cần lưu, con này cần lưu máy ngang 2 khúc. Con này thì của hãng dòng Olympic nha anh em. Olympic 2 khúc. Cần lưu này có độ dài cần là 6 feet là 1.8, độ cứng là NML nha anh em, NML. Thông số tải mồi từ 1/8 đến 3/4 OZ, rơi cho mình tầm khoảng vào 21g như này, 21g. Tại cá từ 4 đến 6 đến 4 lờ bao, tầm khoảng vào 7 kg cá, hàng nội địa Nhật. Tất cả dàn khoen của cần đều là dàn khoen full xích nha. Đây dàn khoen full xích 3 chân hết, ngọn con này thì là ngọn 1.8 ly. Cần thì còn mới tinh nha. Đây khoen full xích hết. Olympic nội địa Nhật. Tay cầm thì nó bằng cán bần và pass là bạch vặn này Fuji Gold. Đây, cho mình lùi lóc lùi chẽm nha. Máy ngang. Trọng lượng cần là 110g, mã số 15. Giá của này là giá 800.000 nha. Hàng của mình là nội địa nha, có tên nội địa đây và Korea xuất thị trường Nhật này, tên nội địa đầy đủ hết. Mã số 14. 14 thì đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc. Đây máy đứng cho mình ạ. Con này là cần lưu 2 khúc máy đứng, cần này của hãng là Suyumi. Độ dài con này là 2m4 nha, của dòng Top Shotter. Thì con này thì thông số tại mồi là từ 7 đến 21g, tại cá từ 8 đến 20 lờ bao. Hàng nội địa Nhật này, độ cứng rơi cho mình tầm khoảng từ NML tới M. Con này dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji 3 chân loại xích đen. Khoen đề ba là khoen 40 như này. Đây ngọn mình là ngọn 2 ly. Con này thì mình lưu nhá hơi nhá thật đều được nha. Đây khoen đề ba 40 rất là lớn. Nước sơn thì màu trắng xanh như thế này. Thế đẹp mình lưu lóc lưu chẽm hay là mình lưu gần đều được này. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji. Đây 24. Trọng lượng con này thì cân được là 170g, mã số 16. Giá là 1 triệu như này. Đây 1 triệu nha. Mã số 17 thì sẽ có một con cần lưu 2 khúc, con này hàng tuyển, con này thì hàng tuyển như mình rồi, khỏi bàn như này. Con này là cần lưu 2 khúc của dòng Daiko nha, đây Daiko nội địa Nhật nha, made in Japan. Thông số con này là 9.8 nha, 9.8 feet, này tới rồi cho mình tầm khoảng 1m92 á, độ cứng là NML. Thông số tại mồi này từ 10 đến 35g, tại cá từ 8-16 là bao, tầm khoảng 8 cái cá, đây có dòng Premium như này, đây, của hàng Nhật nha, cực kỳ ngon này. Dàn khoen các bạn là dàn khoen full xích hết đây. Bắt đầu bạch vặn Daiko chính hãng luôn. Tất cả khoen đều khoen xích. Thì Daiko nội địa Nhật, made in Japan. Con này thì lưu 35g thì mình lưu nhá hơi nhá thật đều được nha. Ngọn cần là ngọn 2 ly. Tổng thể thì con này sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90 như này. Là trên 90%. Cần thì còn rất là đẹp và sáng. Con này trọng lượng cần tương đối nhẹ nha, 195g, mã số là mã số 17. Giá là 2.4 triệu ạ. Đây 2.400.000. Tiếp theo mã số 18 thì sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy đứng cho mình luôn. Đây. Con này là cần lưu 2 khúc máy đứng, cần này của dòng là Smith nha anh em. Đây Smith của dòng Mỹ nha. Con này thì độ dài cần là 10 feet, 10 feet là 3 m, thông số tại mồi từ 10 đến 40g, tại cá từ 8 đến 20 là bao nha, tầm khoảng 10 ký cá. Thì tất cả dàn khoen của cần đều là dàn khoen full xích rồi. Con này thì ngọn cần thì đo cho mình á là ngọn tầm 2.4 ly. Độ cứng con này thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng về M nha. M Lugan, lưu nhớ hơi nhớ thật được này. Đây cần thì còn rất đẹp nha. Smith trong của Mỹ thì anh em biết rồi, cực kỳ ngon. Tay cầm cán mút bắt và bắt vặn này, Fuji Smith LTF chính hãng luôn. Đây, cần rất sáng và đẹp, lưu gần đều được nha này. Trọng lượng con này là 220g, mã số 18, giá là 2.400.000. Mã số 19 thì sẽ có một con cần một khúc, con này thì một khúc cho nên mình dứt biển câu ngâm. Con cần này là cần một khúc carbon, cần này của dòng Chenryu như này. Chenryu là nội địa Nhật, độ dài con này là 2m1 nha, cần một khúc. Độ cứng rơi cho mình tầm khoảng từ 60 đến 80. Đây hàng nội địa nha, made in Japan. Tem vàng đầy đủ này. Thì con này cái dàn khoen của cần thì là dàn khoen Fuji 3 chân này. Đây 3 chân loại xích đá xám hết nha. Đây tổng thể thế này. Con này thì độ cứng 60 đến 80 thì ngọn lớn. Con này đo cho mình được là ngọn 3 ly nha. Nó hỗ trợ một cái double full xích này, chống biển này. Đây tổng thể thế này. Thì cần thì có rất là đẹp. Con này thì độ cứng của nó thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ M này. Thông số con này thì anh em câu xích, câu ngâm. Tải mồi ra cho mình tầm khoảng từ 50 đến 60g. Đây, made in Japan nha, 21. Tay cầm thì bằng cán mút, bát vặn Fuji chữ vàng. Gốc sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây.
Trọng lượng con này thì cân được là 420g, mã số 19, giá là 1.200.000 anh em, 1.200.000 ạ. Tiếp theo thì mã số 20 thì sẽ có một con cần he chi, con là cần he chi hai khúc để cho mình câu bè nha, câu bè câu ngâm. Cần này thì của hãng Ryobi, độ dài là 2m1, độ cứng là từ 20 đến 30 này, hàng Korea. Có đây tất cả các dàn khoen của cần nha, đều là dàn khoen full xích ở đây, là dàn khoen full xích, đầu bui full xích chống xoắn. Con này thì nó bị hụt cho nên anh em lưu ý nha, con này bị hụt 10 phân, hiện tại nó còn cho mình là 2m thôi. Đây ngọn của mình thì nó cũng là ngọn đặt ngọn tháp này. Đây, hàng về nó bị hụt nha. Bên nó chắc nó cắt ngọn trước rồi. Đầu bui full xích. Tổng thể thế này 2m1 cứng 230. Tay cầm cán mút bát trập bát vặn này, Fuji chữ vàng. Đây có quấn dây keo chính đầy đủ nha. Đây tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì cân được là 190g, mã số 20, giá là 550. Mã số 21 thì sẽ có một con cần là Hechi luôn. Đây con này cần Hechi hai khúc, câu ngâm câu bè. Con này cũng nó gọi là hàng Olympic, độ dài 2m4, độ cứng là 30. Thì những dòng Hechi thì đa số là ngọn đặc rồi. Đây ngọn đặc còn tháp. Ngọn con này là ngọn 1.5 ly. Tất cả dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji, ba chân lợi xí đá xám. Đây tổng thể thế này. Độ cứng 30 thì mình câu ngâm, câu đơn là được nha. Nó sẽ dạng vừa, không cứng và không mềm lắm. Olympic nội địa Nhật. Bắt bắt cập này Fuji F7. Đây tổng thể thế này. Cái này trọng lượng của cần thì 190g, mã số 22, giá 500.000. Khoen nó mới là khoen Fuji nha. Mã số 23 thì đây sẽ có một con cần dây trong hai khúc. Con này thì đã lên khoen như này. Đây là cái dàn khoen Fuji cho mình này. Khoen chân cao. Độ dài con này là 2m4, độ cứng là 50 của dòng Alpha Tactical này, hàng Korea. Thì con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 3.2 ly, ngọn lớn nha. Dây trong thì ngọn lớn. Cái chỗ này thì đây, nó sẽ có một cái khoen đề ba của cần ở trước á, thì tháo ra như này. Cái khoen này thì mình tháo ra thì nó sẽ có cái lỗ như thế này, không ảnh hưởng gì nha, câu bình thường. Trong cứng 50 thì câu ngâm của đăng xe đánh chép ao sông hồ dịch vụ được rồi. Đã lên cho mình cái dàn khoen như này, là dàn khoen Fuji này, ba chân hết, câu ngâm đăng xe, tay cầm cán mút bát vặn Fuji DPS. Đây tổng thể này. Có này trọng lượng của cần thì cân được là 250g, mã số 13, giá 600.000 nha. Mã số 24 thì sẽ có một con cần là hai khúc. Con này thì cần hai khúc carbon, độ dài con này 2m1 nha anh em. 2m1. Con này có dòng carbon, dòng Integra này có rất là nhẹ nha. Đây. Con này hai khúc, ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2 ly, độ cứng con này thì đo cho mình tầm khoảng 50, phôi carbon xoắn vân. Dàn khoen Fuji ba chân, đây lõi số đen hết nha. Tay cầm thì bằng cán mút này. Đây tổng thể thế này. Hai khúc cùng ngâm lăng xe, đánh chép ao sông hồ dịch vụ được. Bắt vặn Fuji, trọng lượng 190g, mã số 24, giá 700.000. Mã số 25 thì sẽ có một con ngâm là 3 khúc. Con này thì cho mình câu ngâm nha này, câu ngâm của lăng xe. Có là cần 3 khúc carbon, độ dài con này là 3m nha. 3m thì con này nó làm cho mình hai cái ngọn nha, hai ngọn trên dài khúc dưới. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji, ba chân, đây loại xí đá xám hết. Con này thì ngọn lớn, ngọn 3 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 30 thôi, 30 đến 50 á. 30 đến 50 thì dạng vừa nha, không cứng không mềm lắm. Phôi carbon xoắn vân. Dàn khoen Fuji ba chân loại xí đá xám, bát là bát vặn nha, Fuji FPS 22. Cốc của nó thì để cuốn dây mây này và chỉ cho mình này. Đây, tổng thể này công ngâm đang xe. Trọng lượng con này là 260g, mã số 25, giá 600.000. Mã số 26 thì sẽ có một con cần là 3 khúc. Con này thì của dòng là Suzumi. Đây. Con này thì Suzumi cần rất đẹp nha em. Con này còn mới tinh, chứ dụng qua luôn. Thì phụ kiện của mình là sẽ có một cái cần ba cái bao vải này, bao vải Shinto cần nha. Đây Suzumi cho mình này. Đây thông số có sẵn nha. Của dòng này Epicon. Đây Suzumi, bảo vệ zin token. Con này độ dài cần là 3m, độ cứng 50. 50 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng dạng vừa, không cứng không mềm lắm, phôi hai da. Hàng có bài làng nội địa nha này. Tem vàng đầy đủ này. Con này thì ngọn cần tới đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2.7 ly. Tất cả khoen là khoen Fuji ba chân xứ xám. Con này thì hầu sử dụng qua cho mình luôn, có rất là mới. Tay cầm căng mút và pad vặn Fujimi chính hãng. Gốc sẽ có một cái bộ bảo hiểm ở đây. Đây. Bộ bảo hiểm nha. Con này thì mình về mình cô ngâm cô lăng xe đánh chép ao sông hồ dịch vụ được. Nước sơn trắng đen. Đây mới tin nha. Trọng lượng của cần thì cân được là 440g, mã số là 26, giá là 1 triệu nha anh em. Mã số 27 thì sẽ có một con là hai khúc, con này của Suzumi luôn. Đây hai khúc cùng ngâm lăng xe. Con cần này của Suzumi hai khúc, độ dài cần là 2m7, độ cứng ra cho mình tầm khoảng từ 80 đến 120. Thì dạng cứng bạo lực nha, hàng nội địa Nhật này. Ngọn của cần thì là ngọn đặt ngọn tháp. Con này thì ngọn của mình đo cho mình sát trên này á là ngọn 2.2 ly. Nó sẽ hỗ trợ một cái double full xích chống xoắn, còn lại khoen là khoen Fuji ba chân xứ xám. Con này thì mình đánh cá tra, cá chim, mình câu ao sông hồ dịch vụ được nha, rất là cứng nha.
8 đến 120 thì dạng bạo lực rồi. Tay cầm đây được làm nhám và pad vặn Fuji FPS 26 đây, tổng thể thế này. Con này trọng lượng của cần á thì cần được cho mình là 9310g, mã số 27, giá 800.000 nha. Mã số 28 là một con cần là hai khúc. Đây con cần hai khúc carbon. Con này độ dài con cần là 2m7 này, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 30 thôi. Thì phái của mình là pad vặn này Fuji. Dàn khoen của cần là dàn khoen thường nha. Đây là dàn khoen thường loại Silaxit. Độ cứng tầm khoảng 30, ngọn thì đó sát cho mình là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly cho mình cung ngâm lăn xe. Những cái dòng thì đánh là chép, có cảm giác là vừa này. Nước sơn nước xít của nó rất là đẹp. Tay cầm cán mút pad vặn Fuji. Đây tổng thể này. 2m7 cứng 30, trọng lượng là 240g, mã số 28. Giá là 650 này. Cuối cùng thì mã số 29 thì sẽ có một con cần cho mình săn hàng này, con này hàng khủng nha. 29 là một con cần hai khúc, con này độ dài của cần là 2m7. Con này hàng nội địa Nhật nha, những dòng Nissin á, cực kỳ ngon. Ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháo đây, chỗ tháo cho mình ở đây. Ngọn con này thì đo cho mình sát trên này á là ngọn 2.5 ly thì nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu Fuji chống xoắn. Tất cả dàn khoen còn lại của cần là dàn khoen Fuji ba chân này, đây loại xịt đá xám. Nước sơn thì màu đỏ này, đỏ thẫm cho mình. 2m7 độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 100 đến 120, đánh cá tra cá chim bạo lực câu biển được nha. Bắt vặn Fuji FPS 26, tay cầm thì nó được cuốn chỉ này, đây cầm cực kỳ chắc chắn nha, khỏi bao thuộc cho mình luôn. Đây cần rất đẹp, cúc sẽ bằng cán gỗ. Trọng lượng con này thì cân được là 440g, mã số 29, giá 900.000 nha. Đây 900. Và tổng thể thì ở đây sẽ có cho mình 29 mẫu cần và một số kìm như này. Thì anh em ăn mẫu nào comment mã số nha, cọc số điện thoại, em sẽ hỗ trợ cho mình liên hệ trực tiếp, hoặc anh em có liên hệ trực tiếp qua Zalo. Em sẽ chụp hình từng mẫu cần, em gửi cho mình để tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em nha, có một ngày đi câu thật nhiều cá như sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.